rồi bay mất tiêu luôn. Rồi để ta đi xem một cái năm đang đi lên. Coi bắt được ốc cao này không nha. Rồi. Chấp. Chạy mất tiêu rồi. Nó chạy vòng. Rồi. Rồi, wow, một con chuột luôn. Cá hả? Cá hả? Wow, được con chuột to dữ ta. Ngồi ăn cơm này gió mát dữ ha. Ăn cơm với mồi gì dữ, ngon dữ ta. Gà. Gà. Thịt gà không gừng, con sĩ thứ gì chịu nổi. Thì đó. Rồi. Dạ. Dạ hấu, dạ hấu. Rồi, anh em đang chuẩn bị mới vừa xuống đồng ăn cơm xong chuẩn bị cắt luôn. Mồi bén bén không à. Ôi, ơi, xuống cái đề quá gắt. Tài coi đường đi bắt cầu xuống để đi qua nè. Đang qua dĩ cầu. Ôi ôi. Ây cha, cái cầu nó nghiêng bên kìa. Nghiêng rồi, nghiêng rồi. Quá dữ, hơi khủng luôn. Bữa nay anh em mình giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha, thì máy Kubota DC 105 đang mượn cái đường đi qua bên kia để cắt. Tài ăn cơm xong bắt đầu đi tốc độ luôn. Ở đây thì mới khai mạc đồng mới luôn anh em ạ. Ây cha ơi. Bưng lẹ vậy ha. Máy này còn cũng nhanh lắm đây. Cái mương. Rồi đụng tới bờ ganh là nghỉ. Rồi Tài cho đi tốc độ luôn. Ăn cơm vừa xong à. Xung chung mình này. Lúc này thì Tài cho Kubota DC 105 đang phượt đi lên. Này thì đi dòng thận nè. Đang bữa nay khai mạc đồng mới luôn.
máy này thì độ hàm thì 3m2, gọc lồng đại cầu thì 2m7, cân nặng của nó thì 4 tấn 9. Lúa 504 hiện tại giá thì 6.800 một ký anh em ạ. 105 đang phượt lên nè. Lúc này thì xe kéo đi xuống để gầm lúa, còn DC105 chuẩn bị phanh cua đi lên. Chuột chạy luôn rồi. Hiện tại đồng này thì đồng xã Lạc Quế, huyện Chi Tôn, An Giang. Lẽ nằm đang phanh cua đi tốc độ lên. Máy này chạy cái hơi quá dữ. Trời ơi, bắt được mấy con chim đó để dành nuôi luôn đi. Nuôi nó nữa cho nó lớn lên rồi thả nó. Xe này xe khủng luôn, xe này bự quá bự. Còn 105 cũng đang rồi sao à. Rồi tắt máy à. Xe hết hồn, xe bự. Chưa nắng mà ngồi trên cái mùi máy cắt rồi. Cái đầu chọi cối luôn. Máy này phượt thì bao phê luôn anh em ạ. Cua tê DC105 đang đi xuống thì trời lúc này đang chỉ mưa. Đang chỉ mưa mịt mờ hết. Nãy giờ thì một tài một lơ mới gom xe lúa đang đi vô nè. Trời mưa ở đầu trên quá nhiều luôn, ở đầu kinh trên. Lúc này thì trời hay mưa quá. Tháng này thì vô mùa mưa rồi. Mới khai mạc đồng mới mà bị trời chuyển mưa, không biết có cắt rồi hay không đây nữa.
trời mưa hầm hầm trên kinh trên quá mịt mờ hết. Hai anh này bữa nay ra đây bắt chuột coi hiệu quả không, đây nãy chụp được một con chuột to quá tao à. Chạy nhanh lên đi Tài ơi, trời quá chuyển mưa rồi Tài. Hùm hùm hùm, ông trời ông gầm quá gầm mà. Chắc là cá kẹp mà còn cũng lam hay lam nữa rồi à. Lúc này thì Tài đi tốc độ luôn nè, tranh thủ để cắt cho rồi miếng ruộng này. Rồi cắt lúa cũng vừa xong anh em ơi, cắt trước mưa luôn. Mưa ở đoạn trên quá nhiều. Rồi cắt lúa cũng vừa xong. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.